Ở đây thì có rất nhiều loại cây thuốc của người Mường mà nhiều không thể kể hết được. Vâng. Ai dạy cô biết các cái cây thuốc của người Mường? Đây là các bà mế là thường truyền lại cho con dâu cũng như là con gái. Sau khi mà đến tuổi trưởng thành thì cần phải biết được những cái cây thuốc để mà chữa bệnh và chăm sóc cho con cái được nhiều hơn. Và cái cách truyền lại cái hiểu biết về cây thuốc thì truyền như thế nào? Cái cách truyền lại bằng cây thuốc thì có thể là đi lên nương. Có thể là đi lên nương rồi thì khi mà gặp cây thuốc thì chỉ cho con cho cháu biết là đây là cây thuốc này chữa về bệnh này để có thể là mang về nhà trồng, hoặc là có thể là khi mà con cái mắc bệnh thì có thể là lên nương, lên rừng để lấy về để chữa bệnh cho các con các cháu trong gia đình.